Rồi, chào anh em nha. Em đang test con máy Dương Mini. Con này giao sổ này. Để giao về bài lại rồi. Đấy. Này, cái này đi ra đâu anh à? Máy này đi đâu? Hà Nội. Cái này là nó cái này tua này là chưa có nhanh đâu nhá. Cái này nó tầm khoảng 6.000 anh nghe nhá. Cái tốc độ này là nó khoảng 8.000. Làm hàng nhỏ đi chơi con này mà nhỏ nữa đi chơi con này nhá. Thì anh em mình về mình xem theo cái cây, cây ngắn, cây dài, cây to, cây bé là mình theo tốc độ để mình đi. Chứ cây mà nhỏ quá mà chơi tốc độ này, chơi tốc độ thứ hai này thì chậm quá. Đấy. Còn cây to quá mà chơi tốc độ như thế này thì nó lại nhanh quá. Nó phù hợp với cái tốc độ của cây, cũng như cái tốc độ này nè. Như anh em mới làm máy chép là tốc độ nó ok. Nhưng mà tốc độ này nếu anh em mà cây vuông, cây vuông mà 3 vuông hoặc là 5-4 vuông mà dài như thế này ấy, thì anh em xài tốc độ này cho em nhé. Cái tốc độ này là dành cho những cái cây nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Rồi cái này à. Đấy nó đó. Dao thì một con dao sổ, một con dao gọt. À. Thì con máy này á, có cần cái này mình đâu cần nói gì dài nè, cần chi tiết đâu. Nó có 2-3 tốc độ, bây giờ tốc độ này là tốc độ nhanh ha. Khách đặt là 2 chiều nhé, cái chiều này là chiều thuận này. Đấy, chiều quay ngược là chài nhám. Đấy, tốc độ của nó máy như vậy. Này motor này mấy? Motor 3 pha. Khách đặt motor 3 pha, bên em sẽ ráp motor 3 pha nhé. Tùy theo anh em muốn đặt loại motor nào thôi. Một tay khó làm đấy. Tốc độ này là nhỏ nè, chậm nè. Nhưng mà cái này là motor tua nhanh anh em nhé. Đấy. Thì những con máy em review trước kia thì nó cũng như thế này. Tại bên em lên một lúc 5 con luôn, 4 con, 5 con luôn. Nhiều khi khách anh em người ta tiệm cán dao hoặc là những cái cán dao thì anh em biết rồi, nó nhỏ, nó khoảng tầm 3,5, dài khoảng tầm 12. Cái cán dao hoặc là nó 12 thì anh em làm cái máy này thì nó bao sướng anh em nhé. Con này đi ra Hà Nội. Rồi. Anh em có nhu cầu về máy nhỏ như thế này. Máy nhỏ để làm hàng nhỏ, nó là đây. Còn máy lớn. Máy này là 18 nhân lọt lòng mét 2 là máy lớn này. Anh em thấy cái sườn nó rất là hầm hố. Đấy, cái sườn nó rất là hầm hố. Đây. Máy này chắc nay mai có anh em là tới rước, hình như có khách đặt rồi đấy. Con máy này là em hay review hoặc là hay đăng lên YouTube hoặc là Facebook, Zalo là cái máy những hàng em tiện là dòng máy này. Còn cái máy này thì là máy em mới ra đợt, cũng có nhiều anh em hỏi máy máy nhỏ và làm hàng nhỏ ở đây. Nó rất là nhẹ, nhỏ gọn. Đấy.
tổng chiều dài nó khoảng 1 mét, em tính từ cái này lên này, từ cái này mà ra tới đây thì nó khoảng tầm 1m4, 1m4 thêm cái chục này vô thì nó khoảng tầm cho 1m4 đi, bên anh em bỏ cái chục đi cũng được không sao hết, cái chục này là để cho nó đẹp thôi. Đấy, thì nó đút lên như vậy nè, anh em thấy cái lỗ đấy, đút vào đây thôi. Đấy. Rồi, anh em có nhu cầu về cái máy nhỏ xinh xinh như thế này thì máy nhỏ thì con dao phải cắt làm đôi nữa, chứ không thể nào dài hơn được ha. Rồi chào anh em nhé, anh em có nhu cầu cái alo cho mình con máy này thì em test máy em cho nó chạy chém đi thôi, phải cho nó chạy thì mới được bắt được bận nữa. Thì các chi tiết thì những con ốc thì mình đã xiết lại hết rồi, đó, cứng ngắc không rơ lắc, motor rất là ok êm. Rồi chào anh em nhé.